Các bạn đọc qua khoảng độ 2 phút nhé, 2 phút nữa. Tôi bây giờ mời các bạn sẽ đọc phần bài hội thoại ở phần bài 18 này các bạn nhé. Đầu tiên mời Trang đọc, Trang đọc từ đầu đến cuối Trang nhé. Sejong에 어떻게 가요? 버스나 지하철을 타고 가세요. 뭐가 더 빨래요? 지금의 버스가 좀더 빠를 거세요. 몇번 버스를 타고 가요? 2번 버스를 타고 가세요. Okay. 엄마 bạn Hiếu ạ. 시청에 어떻게 가요? 버스나 지하철은 타고 가세요. 뭐가 더 빨라요? 지금은 버스가 좀 더 빠른 거예요. 몇 번 버스는 타고 가요? 1번 이나 2번 버스는 타고 가세요. Mời bạn Hà. Xin chào nghe, ở đâu thế Kai? Persona, chi ha chơn tago kaseo. Mua ka tơ ba layo. Chi gumun, persuka chum tơ ba lun kai kayo. Miết bơn, persurun tago kayo. In bernina, e bơn, persurun tago kaseo. Ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghe phần hội thoại này ạ. (18과) 버스나 지하철을 타고 가요. 대화 1. 시청에 어떻게 가요? 버스나 지하철을 타고 가세요. 뭐가 더 빨라요? 지금은 버스가 좀 더 빠를 거예요. 몇 번 버스를 타고 가요? 1번이나 2번 버스를 타고 가세요. 18과 버스나 지하철을 타고 가요. 대화 1. 시청에 어떻게 가요? 버스나 지하철을 타고 가세요. 뭐가 더 빨라요? 지금은 버스가 좀 더 빠를 거예요. 몇 번 버스를 타고 가요? 1번이나 2번 버스를 타고 가세요.
Mọi người ví dụ nhìn vào bức hình đây mọi người có hiểu được không ạ? Ví dụ hai người này đang nói chuyện với nhau đúng không ạ? Người ta hỏi là bây giờ đi đến Si Trông, ví dụ cái nhà này là Si Trông chẳng hạn. Đi đến Si Trông như thế nào? Thì bạn này bảo là có thể đi bằng xe buýt hoặc là tàu điện ngầm đúng không ạ? Thì bây giờ cái nào nhanh hơn? Bây giờ có lẽ là xe buýt nhanh hơn. Thì đi xe buýt thì đi số mấy? Đi số 1 hoặc số 2 thôi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai nhé các bạn nhé. Mời Trang với Hà đóng vai ở đây nhé. Trang với Hà. Vâng. Mời hai em đóng vai đi. Trang đóng vai Tuấn. Si Trông ơi, 어떻게 가요? 버스나 지하철은 타고 가세요. 뭐 가도 타네요. 타나요? 빨라요. 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 지금은 버스가 좀 더 빠른 거예요. 몇 번 버스를 타고 가요? 1번이나 2번 버스를 타고 가세요. 오케이. 뭐, 만 히오 đóng vai 아. 히오 đóng, 만 히오 đóng vai Tuấn, còn Trang đóng vai Minsu 네. 지정에 어떻게 가요? 버스나 지하철을 타고 가세요. 뭐 가도 빨라요. 지금의 버스가 좀 더 빠를 거세요. 거예요. 빠를 거예요. 몇 번 버스는 타고 가요? 이 2번이나 2번 버스를 타고 가세요. 네. Bây giờ bạn Hiếu đóng vai Minsu, còn bạn Hà đóng vai là Tuấn nhé. Si Trông ơi, 어떻게 가요? 버스나 지하철은 타고 가세요. 가세요. 뭐가 더 빨라요? 지금은 버스가 좀 더 빠른 거예요. 몇 번 버스를 타고 가요? 1번이나 2번 버스를 타고 가세요. 오케이. Đây là phần hội thoại này ạ. Các bạn lưu ý là chúng ta cái đoạn là so sánh cái nào nhanh hơn ấy. Đấy, ví dụ chúng ta so sánh kể cả cái việc mà các bạn đi làm ở công xưởng thế nhá. Máy nào làm nhanh hơn? Bugatti Palio. Các bạn chú ý cái phát âm ạ. Palio. Palio. Không phải là Palio. 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 Parulcoeo. Parulcoeo. Chứ không phải là Parulcoeo. Parulcoeo. Pa. Pa pa. Parulcoeo. Oh, Parulcoeo. Ok. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy nhá. Tiếp theo đây chúng ta học về chủ đề giao thông. Ở giao thông thì chúng ta sẽ học về các phương tiện giao thông trước tiên. Giao thông, nó là giao thông. Đầu tiên chúng ta có Maul Bursu. Đây, xe buýt nội thị đi trong vùng nhỏ thôi ạ. Maul Bursu. Thực tế là Maul, người ta dịch ở làng xóm đấy ạ. Maul Bursu thì bọn tôi ở bên đấy, bọn tôi gọi là xe buýt làng. Tức là chỉ đi một khu vực nhỏ thôi ạ. Yeah. Tiếp theo là Sine Bursu. Si là thành phố ạ, Ne là bên trong. Bursu là xe buýt nội thành. Yeah. Tức là đi trong một khu vực thành phố nào đấy thôi. Ví dụ đi ở thành phố Jeonju hay là đi ở thành phố Yongin thì nó chỉ đi ở Yongin thôi, nó không ra ngoài khu vực khác. Nó như kiểu là Thái Nguyên có xe buýt số 1 ấy. Xe buýt số 1, xe buýt số 4, xe buýt số 6.
Tiếp theo siwe persu hoặc là kosok persu. Đây là xe buýt cao tốc mà Việt Nam gọi là xe khách đấy. Cho nên là những ông Hàn người ta bảo đi Hà Nội bằng xe buýt ấy, thì các bạn đừng nghĩ là người ta đi bằng xe buýt làm gì, Thái Nguyên đi Hà Nội bằng xe buýt. Nhưng thực tế là người ta đi xe khách. Tiếp theo là taxi, là taxi. Đó. Tiếp theo, kicha là tàu hỏa. Kicha là tàu hỏa. Cũng có cái đầu kéo ấy. Tiếp theo, cây thí. Cây thí, đây là cô sốc dân cha. Đây là tàu cao tốc. Cái này bên Hàn với bên Nhật là giống nhau này. Nhớ này. Đúng rồi, cái đấy giống. Giống không? Giống. Tiếp theo là chia chơn. Chia chơn đây là tàu điện. Thì cái chỗ nào mà nó ở ngoài thì nó có diện tích thì nó ở ngoài. Còn nếu không là nó ở dưới tầng hầm ấy. Ở Seoul thì nổi tiếng là tàu điện rồi. Tàu điện ngầm, nó ở dưới ngầm. Cứ đang đi trên đường tự nhiên có lối đi xuống, xong càng đi xuống càng rộng. Tiếp theo là Pyeongki, máy bay. Cái này chúng ta sang Hàn Quốc bằng máy bay rất nhiều đấy ạ. Ngay ở bên đấy bạn Hiếu không biết là sao bên Hàn Quốc chơi vài hôm. Ui giời, hồi đấy đi sang đấy có ấy đâu. Hả? Hồi đi sang có biết gì đâu. À, thế à. Đó, tiếp theo chúng ta có pe. Pe là tàu thủy. Pe. Lần này nếu mà khi sang Hàn thì tích cực đi chơi nhá, đi khắp các nước rồi. Bởi vì từ bên Hàn ấy các bạn ạ, từ bên Hàn thì các bạn chỉ việc mua vé máy bay đi nước khác thôi ạ. Ví dụ sang Nhật là các bạn không phải xin visa hết gì cả. Tiếp theo là Pơ Sư Trương Lưu Trang. Pơ Sư Trương Lưu Trang đây là điểm dừng xe buýt. Cái này ở Việt Nam nhiều, đúng không ạ? Tiếp theo là Pơ Sư Terminal. Pơ Sư Terminal chính là bến xe buýt, nhưng thực tế chúng ta nói là bến xe buýt là nó dịch chữ Pơ Sư thôi. Thực tế là nó là bến xe đấy ạ. Chỉ là bến xe thôi ạ. Có thể có chỗ là bến xe khách, có chỗ thì bến xe buýt. Nói chung là tất cả là gọi là chung là Pơ Sư mà. Bến xe buýt. Taxi Sung Gang Giang, đây là điểm dừng taxi. Taxi Sung Gang Giang. Cái này ở ví dụ ở sân bay các bạn thấy rõ nhất ấy, điểm dừng taxi. Thì các bạn muốn đi thì các bạn lên cái xe đầu tiên, chứ không phải là thích lên hãng nào các bạn cứ ngồi đấy được đâu. Tiếp theo là Kijayok. Đây là cái nơi để chúng ta lên đấy ạ. Kijayok. Kicha là tàu hỏa, Yok là ga. Thì nói là ga tàu hỏa nhưng mà tất cả các loại tàu nó đều chạy trên đường ray, cho nên cứ tàu nào đi qua nó đều đi qua đây hết. Tiếp theo là Chia Chon Yok. Chia Chon Yok đây các bạn nhìn thấy cái biển này ạ. Đây nó là cái lối xuống như cái lối xuống hầm đi bộ thôi ạ. Nhưng mà đấy là ga đấy ạ. Xuống đây nó là ga đấy các bạn nhé. Đây, tiếp theo là công hang và sân bay. Cái này các bạn biết rồi đúng không ạ? Công hang. Ở Việt Nam mình có mấy công hang đấy ạ. Nội Bài công hang đúng không ạ? Ngoài miền Bắc Nội Bài công hang, rồi Cát Bi công hang ở Hải Phòng, Vân Đồn công hang, sân bay Vân Đồn. Tiếp theo là Yogyakarta Terminal. Yogyakarta Terminal đây là bến cảng. Yogyakarta Terminal, các bạn nhớ cái từ này nó dễ hơn. Terminal đây là nó giống như cái bến. Yogyakarta Terminal đây là bến cảng đón khách đi đường thủy là Yogyakarta Terminal. Hoặc là Sonchakjang, đấy là bến phà.
Nào bây giờ mỗi người đọc cho tôi một lượt nhé, các bạn nhé. Đây ạ. Đầu tiên chúng ta mời tôi mời bạn Trang, Trang đọc giúp thầy giáo từ đầu đến cuối 16 cái từ vựng này. Vâng. Ma ơn pơ sư, nê, xí nê pơ sư, xí vê, cô sốc pơ sư, thét xì, kì trà, cô sốc yên trà, xì hạ trờ, bì hàng kì, bè, pơ sư trong lùi tràng, pơ sư thơ mi nơi. Taxi sung căng chàng ki cha yoi ki cha yok chi ki cha yok chi ha chơ yok công hàng ya chân lược ya chân nực lược công hàng lược lược niếc niếc lược lược mà đây nhá niếc. Cái chữ L đây này, có chữ L ở đằng trước chữ dốc ấy, thì đằng sau nó là đọc là chữ L. Viết là trơn dốc nhưng mà đọc là trơn nhốc. Trơn liếc, 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 liếc. Liếc L L này, L này, đọc thành chữ L. Còn nếu phụ âm đấy đằng trước nó không phải là chữ L nhá, thì toàn bộ đằng sau đọc là chữ L. Nhá. Ví dụ han han chang chẳng hạn, han chang nhóc thì chúng ta sẽ đọc là han chang nhóc, các bạn hiểu chưa? Ví dụ đây chúng ta đọc chữ này là gì ạ? Các bạn đọc giúp tôi ạ. Cái số 1 trên này là đọc là gì ạ? Cái này đọc là gì ạ? Alex. 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 Đều đọc là chữ L nhé các bạn ạ. Alex. 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 Tiếp theo cái thứ hai. Anh nhắc. Thông. Cái này thông nhất. Thông nhất. Đúng rồi nhỉ. Thông nhất. Đây là phiên dịch. Thông nhất. Đây là bồn nhất. Bồn nhất là phiên dịch. Thông nhất là phiên dịch bằng mồm. Bồn nhất là phiên dịch chữ viết ấy, hợp đồng các thứ ấy. Nhá, các bạn chú ý như vậy. Cho nên chúng ta ai những người nào mà học tiếng Hàn xong thì đi phiên dịch chẳng hạn, phỏng vấn là em muốn làm thông dốc nguyên đoạn thì người ta đã đánh giá ngay rồi. Ok. Nào tiếp theo ạ, tiếp theo mời bạn Hiếu đọc từ vựng từ đầu đến cuối ạ. Man bơ sư, xin em bơ sư, siêu em, cô sốc bơ sư, taxi, kia. Cái chỗ siêu em bơ sư bạn Hiếu ơi,
tức là Siwe Bơ Sư hoặc là Cô Sốc Bơ Sư, đây là hai loại cách gọi khác nhau thôi, nó vẫn là một loại nhé. Siwe Bơ Sư hoặc là Cô Sốc Bơ Sư. Siwe Bơ Sư, Cô Sốc Bơ Sư, Chắc Sì, Khi Trà, Cô Sốc Sơn Trà, Chi Ha Trơn, Pi Hang Kỳ, Pè, Bơ Sư, Trân Lưu Trà, Trân Lưu Tràng, Bơ Sư, Terminer, Chắc Sì, Sư Cang Tràng, Kỳ Trà Nhất, Chi Ha Trơn Nhất, Công Hàng, Công Hàng, The Cap Terminer, Trơn, Sơn Chắc Tràng, ok. Mời bạn Hà, Hà đọc từ đầu. Ma ưng bơ sư, si nê bơ sư, si uê bơ sư, cố sốc bơ sư, thách si, kỳ trà, cố sốc dân trà, chi ha trơn, ti hèn kỳ, bê, bơ sư trân liêu tràng, bơ sư thơ mi nơn, thách si sưng căng tràng, kỳ trà nhất, chi ha chơ lấp, công hàng, giờ cách terminal, sơn chắc chàng. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta có phần ngữ pháp vào đây ạ. Ngữ pháp đó là danh từ đi với ina danh từ. Ngày trước chúng ta có hako là và, đúng không các bạn? Đúng ạ. Cái đồ vật số 1 và đồ vật số 2 thì chúng ta dùng hako. Còn đây là chúng ta đưa ra lựa chọn khác, đó là hoặc thì chúng ta dùng là ina. Đó. Cái này về bản chất nó chính là danh từ thôi ạ. Đó. Ví dụ bạn khi bạn ăn cái này hoặc cái kia, ngày trước chúng ta chỉ ăn một món thôi, hoặc là ăn cái nọ và cái kia, ăn cơm và rau và thịt và cá. Nhưng bây giờ chúng ta ăn ăn cơm hoặc là ăn phở, ăn thịt vịt hoặc là ăn thịt gà, thì đây chúng ta có thể là sử dụng cái này. Ina là hoặc. Nếu danh từ đằng trước có phụm đáy sẽ là ina, còn nếu mà không có phụm đáy thì sẽ là chỉ là na thôi các bạn nhé. Ví dụ chúng ta lựa chọn hai phương tiện chẳng hạn, ví dụ như taxi, ví dụ từ Thái Bình đi lên Thái Nguyên thì chúng ta có những phương tiện đi như thế nào? Taxi. Đi taxi. Taxi. Rồi đi xe buýt đúng không? Đi xe khách đi. Cô sốc bơ. Cô sốc bơ sư. Cô sốc bơ sư, hoặc là các bạn nào máu nữa đi ô tô bay. Đi ô tô bay đi cũng được chứ đâu. Xe máy lâu hơn, mệt hơn. Ô tô bay ạ. Xe máy. Ô tô bay. Còn tiếng Anh nó là mô nhá, còn tiếng Hàn nó là ô thôi, o tròn ở trên. Ô tô bay là xe máy. Bạn Hiếu đi làm thì cũng đi làm bằng ô tô bay hay đi bằng bằng cha tung cha? Cha tung cha. Cha tung cha. Tức là xe riêng của bạn thì hay đi xe buýt công ty? Xe riêng. Vâng. Ok. Ok. À, tiếp theo chúng ta có một số ví dụ ở dưới này ạ. Về sai ở thực kỳ cái ố. Hà trả lời nè. Về sai. Persona chi ha children taco file. Ok. Tôi đi xe bus hoặc tàu điện. Mà đi bằng xe bus hả? Xe bus hoặc tàu điện.
Trang à, Uri 언제 만날까요? 음요일이나 토요일 어때요? 괜찮아요. 다 좋아. 그러지. 네, thứ bảy hoặc thứ sáu. Thứ sáu hoặc thứ bảy. Thứ sáu hoặc thứ bảy. Khi nào gặp nhau nhỉ? Như thế nào? Bạn ví dụ tôi hỏi bạn Trang, chúng ta khi nào gặp nhau nhỉ? Trang bảo là thầy thấy thứ sáu hay là thứ bảy? Thứ sáu hay thứ bảy thì thầy thấy như thế nào? Như thế nào? Tiếp theo câu số 3 này. 보통 아침에 뭐 먹어요? 장 씨. 저는 와인이나 김밥을 먹어요. 김밥을 먹어요. 또는 화과. 혹 껌쪽. 껌꽃. 껌꽃. 껌쪽은 비빔밥. Những cái thứ trộn trộn thì hay đi với chữ pipim. Ví dụ như là pipim bục su chẳng hạn. Đấy là bún trộn hoặc là phở trộn. Hà 씨는 보통 아침에 뭘 먹어요? 저는 밥이나 우유를 먹어요. 밥이나 우유를 먹어요. 안쿵 hoặc là u học và uống sữa. 네. Okay. À, bạn hiếu trung thành cơm không cần hỏi nữa. À, ok, chúng ta sang phần luyện tập ạ. Luyện tập phần số 1 này chúng ta có 사진은 맞는 표현은 보기에서 골라내세요. Chúng ta hãy chọn cái phần chữ từ phần Poki này chúng ta cho vào bức tranh phù hợp. Bức tranh đầu tiên chúng ta sẽ cho chữ gì ạ? Pursu. Cứ thế ô tô chúng ta cho Pursu. Còn nếu mà có nhiều từ Pursu khác nhau lúc đấy chúng ta mới chọn là xe to hay xe bé. Yeah. Tiếp theo là số 2. Kicha. Kicha. Thứ 3. Ê. Thứ 4 là PMK. Okay. À, tiếp theo này, chúng ta sử dụng lựa chọn giữa hai phương pháp đi như thế nào. Đầu tiên các bạn xem ví dụ này. Persu taxi thì là 집에 어떻게 가요? Persuna taxi는 타고 가요. Tôi đi bằng xe buýt hoặc là taxi. Đấy là ví dụ. Bây giờ bạn Trang sẽ hỏi bạn Hà câu số 1. Huế sẽ 어떻게 가요? 기하철이나 버스는 타고 가요. Ok, Hà lại hỏi bạn Hiếu câu số 2. Hiếu 씨는 제주도에 어떻게 가요? 비행기이나 비행기나 배는 타고 가요. 네, 뭐 Hiếu lại hỏi bạn Trang câu tiếp theo. 아침 Trang 씨 아침에 보통 뭐 먹어요? 빵이나 김밥을 먹어요. 오케이. Okay. 장 hỏi bạn Hà câu số 4. 하 씨 주말에 보통 뭐 해요? 운동이나 쇼핑은 해요. 오케이. Okay. 운동이나 쇼핑은 해요. 네, 한번 볼게요. 하? 저 대단 어디 뭐 sắm phải không ạ? Em nhìn ảnh. Đúng rồi, un tông. Đây là ảnh là cái dây này, cái tạ này, cái gì đây đó. Ok,
tập thể thao và hoặc là đi mua sắm vào cuối tuần. Và chúng ta sang đoạn hội thoại số 2 nhé các bạn nhé. Đoạn này nó hơi dài một chút. Surushinen Yokikachi. Yokikachi, kachi là vừa nãy tôi đã nói là gì ạ? N e sơ. N kachi. Đây là kachi, kachi là từ nơi N1 đến nơi N2 nhá. Thì N2 kachi tức là đến N2. Đây, Yoki kachi đến đây. Surushi đến đây. Bạn đã đến đây bằng gì? Bạn đã đến đây như thế nào? Nhá. Suru, bạn đã đến đây như thế nào? Bạn đã đến đây bằng gì vậy? 저는 회사가 가까워서 tôi thì vì công ty rất gần. 걸어왔어요. 걸어왔다. 걸어오다 là đi bộ đến. Đó, tôi đã đi bộ đến đây. Vì công ty gần nên tôi đã đi bộ đến đây. 권 씨는 어떻게 왔어요? 권 어떻게 왔어요? 권 đến đây bằng gì? 오늘은 버스를 타고 왔어요. Hôm nay tôi đã đến bằng xe buýt. 회사에서 여기까지 từ công ty đến đây 시간이 얼마나 걸려요? Mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu lâu? Từ công ty đến đây mất bao nhiêu lâu? Các bạn nhớ câu này nhé. 보통 30분 정도 걸려요. Mất khoảng 30 phút. 정도 đây là khoảng. Mất khoảng 30 phút. 보통 là bình thường, thường thường. Thường thường mất khoảng 30 phút. 하지만 nhưng hoặc tuy nhiên. 출퇴근 시간에는 vào cái thời gian vào làm hoặc là tan tầm ấy. 차가 막혀서 vì là tắc ô tô. 시간이 좀 더 걸려요. Thì sẽ mất thêm thời gian nữa. Đấy, nếu mà vào cái thời gian tan tầm hoặc vào làm ấy thì chúng ta lại bạn này lại mất thêm thời gian nữa. Bởi vì bình thường nếu mà không có gì thì đi mất 30 phút thôi. Đấy là tôi giải thích toàn bộ cái nội dung bài này. Bài này nói gì? Tuấn hỏi Suru đến đây bằng gì? Bạn ấy bảo đi bộ đến vì công ty gần. Xong Suru lại tiếp tục hỏi là Tuấn đến đây bằng gì? Thì Tuấn bảo đi xe buýt. Và Suru hỏi là từ công ty của Tuấn đến đây hết bao nhiêu thời gian? Thời gian hết bao lâu? Thì Tuấn bảo là hết khoảng độ 30 phút. Nhưng mà thời gian, nếu mà đi vào cái thời gian tan làm hoặc là vào làm ấy, thì thời gian có thể sẽ mất nhiều hơn. Yeah. Được chưa? Chúng ta lưu ý giúp thầy giáo cái câu của Suru đấy. À, bây giờ các bạn đóng vai giúp thầy giáo nhé các bạn nhé. Nè. Hà đóng vai với Trang nhé. Hà nhé. Hà với Trang nhé. Ừ. Hà đóng vai Tuấn và Trang đóng vai Suru. Suru 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 회사가 가까워요. 가까워서. 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 걸어왔어요. 또한 씨는 어떻게 왔어요? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 회사에서 여기까지 시간이 얼마니 걸려요? 얼마나 걸려요? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. Okay. Bây giờ bạn
và bạn Trang sẽ nói trước và bạn Hiếu sẽ đóng vai Suru nhé. Trang đóng vai Tuấn và Hiếu đóng vai Suru. Suru 씨는 여기 같이 어떻게 왔어요? từ từ em ơi, 여기까지. 여기까지 어떻게 không, 왔어요? 여기 같이 đâu, 여기까지. 저는 오사카 가까워서 그 왔어요. 원씨는 어떻게 왔어? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 준퇴근 시간에를 하지만 준퇴근 시간에는 시간에는 네는 하지만 준퇴근 시간에는 차가 막 현서 시간이 좀 더 크네요. 걸려요. 큰네요. 걸려요. 큰네요. 걸려요. 내 lò đi với yêu liều. 걸려요. 네. 하지만 출퇴근 시간에는 cả cái này chúng ta đọc ngắt này. 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. Chúng ta đọc lại như vậy. Trang đọc lại cho thầy câu cuối cùng nhé Trang. 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간은 좀 더 크네요. 시간이 좀 더 크네요. 걸려요. 오케이. 오케이. Bây giờ Hà đóng vai với thầy giáo nhá. Vâng ạ. Hà đóng vai Suru còn thầy giáo đóng vai Tuấn nhá. Vâng ạ. Suru 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 투안 씨는 어떻게 왔어요? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. 오케이. Mời bạn Hiếu đóng vai Tuấn, còn tôi đóng vai Suru nhé, bạn Hiếu nhé. Suru 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 돈 씨는 어떻게 왔어요? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 막혀서 bởi vì cái cờ với chữ hờ thì chữ hờ đằng sau đọc là cờ thì sẽ thành là mặc kia sơ chỉ cần đi chôm tơ cờ liều ok chôm tơ cờ liều
Ok, bây giờ mời Trang nhé. Trang đóng vai là Sudu, thầy giáo đóng vai Tuấn nhé. Sudu 씨는 Sudu 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 저는 회사가 각각 와서 걸어 왔어요. 또한 씨는 어떻게 왔어요? 어, 에이, 계속 카카오서 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 걸어 왔어요. 또한 씨는 어떻게 왔어요? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 회사에서 여기 같이 시간이 얼마네요? 얼마나 걸려요? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. 오케이, 자, 그냥 nghe từ bài này nhé. (대화 2) 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 투안 씨는 어떻게 왔어요? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. Chúng ta nghe lại một lần nữa nhé. 대화 2. 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 투안 씨는 어떻게 왔어요? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. 오케이. Bây giờ chúng ta có bên dưới là Clida là mất thời gian, mất khoảng thời gian nào đó. Yeah. Tiếp theo, chúng ta có cái từ vựng bên dưới nữa, đó là giao thông thăng hoang, là tình huống giao thông. Tình huống giao thông thì chúng ta căn cứ vào tình huống này để chúng ta là thời gian đi có tốt hay không. Chun cân si gan là thời gian vào làm. Thuê cường si gan là thời gian ta làm. Chun thuê cường si gan là thời gian đi làm và thời gian về. Tức là thời gian ta làm và thời gian vào làm và thời gian ta làm. Tan tầm đấy ạ. Chaka makita. Chaka makita là tắc ô tô, tắc xe, tắc đường. Chúng ta nói chung là chaka makita. Tiếp theo là bây giờ chúng ta có cái từ vựng về di chuyển. Di chuyển chúng ta có mỗi 9 từ thôi. Bây giờ mời bạn Trang đọc trước nhé. Tha ta, tha go kha ta, tha go o ta, kha ta, kha ra kha ta, kha ra o ta, ne ri ta, kha ra tha ta, hoan sung ha ta, chi ha ta, chi na ta. Chi na ta. Ok, mời Hà. Tha ta, tha go ka ta, tha go o ta, ko ta, ko ro ka ta, ko ro o ta, ne ri ta, ka ra tha ta, hoan sung ha ta, chi na ta. Ok, mời bạn Hiếu ạ. Tha ta, tha go ka ta. Tha go o ta, ko ta, ko ro ka ta, ko ro o ta,
느리다 그렇다 환승하다 지나다 오케이 đây ạ. N1 E sơ N2 K chi có nghĩa là từ N1 đến N2. Đây là địa danh các bạn nhé. Từ N1 đến N2 địa danh như các bạn nhé. Từ Thái Nguyên đến Thái Bình, từ Thái Bình đến Thái Nguyên. Từ Thái Nguyên đi Hà Nội, hay là từ bệnh viện đến ngân hàng, hay từ nhà thầy giáo đến nhà bạn Hiếu. Cái đấy chúng ta có thể là tính toán được đấy. Thì từ nhà ai đến nhà ai, thì từ đâu đến đâu, về thời gian thì là sẽ là shigan. Shigani olmana kuleo olmana. Kuleo. Đây hỏi về thời gian ạ. Yeah. Còn chúng ta hỏi về khoảng cách thì chúng ta sẽ hỏi như nào các bạn biết không? Không biết đúng không? Kiri. Tôi biết ta còn biết số ba. Kiri. Kiri hoặc là đây ạ. À. Kiri đây ạ, à, đúng không ạ? Olmana deo. Kiri ga. Olmana deo, con đường là như thế nào? Con đường được bao nhiêu? Hoặc chúng ta có thể là Kiri Olmana. Olmana. Vẫn là Olmana nhé. Olmana Boreo. Monta là xa. Boreo. Hoặc là Kiri. Hoặc là Kiri. Mét kilo ấy không? Mét kilo. Mét kilo ấy không? Các bạn hình dung ra không ạ? À? Mét kilo, bao nhiêu kilo đấy ạ? À? Bao nhiêu km đấy ạ? À? Con đường thì là mét kilo, bao nhiêu km? Hoặc là con đường thì là xa bao nhiêu? Hoặc là câu số 3, con đường thì được bao nhiêu? Olmana deo. Mấy cái hỏi này chúng ta đều có thể sử dụng được. Hỏi về thời gian thì chúng ta sử dụng câu trên. Còn hỏi về khoảng cách thì chúng ta hỏi mấy câu bên dưới. Tôi xóa cái này đi các bạn nhé. Các bạn chép xong chưa? Không rồi. Cho em một tí. Đây nhá, chúng ta xem nhá. Chip về sơ, khuê xa ca chi, ở thức kê cái hố. Đi từ nhà đến công ty như thế nào, đúng không ạ? Đi từ nhà đến công ty bằng cái gì? 저는 버스를 타고 가요. Tôi đi gì ạ? Tôi đi xe buýt, đúng không ạ? 여기에서 명동까지 얼마나 걸려요? Từ đây đến Miêng Đông là mất bao lâu? 버스는 15분 정도 걸려요. Xe buýt thì mất khoảng 15 phút. Tiếp theo, 병원에서 약국까지 거리가 얼마나 돼요? Cái đường đi từ bệnh viện đến hiệu thuốc ấy thì khoảng bao xa? 200m 정도 돼요. 200m, meter là mét các bạn nhé, meter. Meter. Meter là mét. Ví dụ đây là kilo, kilo là kilometer chẳng hạn, là km.
Mét là như vậy. Còn các bạn biết gam là gì không ạ? Krem. Krem, gam. Các bạn biết. Krem. Mấy ví dụ này các bạn hiểu chưa? Thế bây giờ các bạn mỗi người lấy một ví dụ esokachi cho thầy giáo nhé. Bất kỳ, ví dụ từ nhà đến công ty hay từ nhà đến trường hay là từ nhà đến Thái Nguyên, tùy. Chi bê sơ, si chang, ca chi, otoke kayo. Không, em nói luôn là xa bao lâu, à xa bao nhiêu. Tức là em hỏi là thời gian từ nhà đến chợ là mất thời gian bao lâu nhỉ? Em hỏi là đi từ nhà tới chợ bằng gì? Ở thứ cái ô? Thì Sơn Giang Nim sẽ trả lời là Takawaso Kuro Katsuyo. Tưởng đi bộ, nhà gần quá, đi bộ. Rồi, bạn Hiếu nhé, bạn Hiếu nhé. Bạn Hiếu là chi về sơ huê sa ca chi ở lma na khu lê ô. Chị nói đi. Chi về sơ huê sa ca chi chân tô thầm y sip ô kiro. À, Sơn Trang Nhiêm hỏi là chi gà ni ở lma na khu lê ô. Chi bê sơ huê sa ca chi sa xíp ô bùn chân tô khó liêu chân tô khó liêu khó liêu khó liêu khó liêu khó liêu. Cái này chúng ta phải đọc chính xác khó liêu. Có một số bạn đọc là clear. Rõ ràng nó clear. Đây các bạn chú ý nha. Tiếp theo chúng ta có một số bài tập đây ạ. Luyện tập bên dưới này thì chúng ta cho vào những cái thôi ạ. Đầu tiên là cướp tà là đi bộ thì chúng ta cho vào cái nào? Cho cái số ba. À, Sam. À, ba. Cướp tà số ba. Tha tà. Tha tà. In. In vườn. Nên đi ra. Y. Y. Y vườn. Y vườn số 2. Y vườn ạ. Y vườn. À, y vườn. Sa bơn. Ok. Tiếp theo chúng ta ứng dụng esokachi để chúng ta lấy ví dụ ở đây. Ví dụ này, chip eso huesakachi kuro wakoyo. Đây, chip eso chijankachi kuro katsoyo. Rồi. Tiếp theo câu số 3 này. Câu số 3 bạn Hà làm cho thầy giáo nhé. Xong dịch luôn nhé. Câu số 4 là Hiếu, câu số 5 là Trang nhé. Quê xa ế sơ si chân ca chi tơ sư lân tha cô cát sổ đi từ công ty đến tòa thị chính bằng xe buýt. Tôi đã đi đúng không? Tôi đã đi, vâng. Nếu không có chủ ngữ thì em thì là tôi đã đi. Còn nếu mà có Xuân Trương Nghi Mân thì đấy lúc đấy mình sẽ được là thầy giáo đi chứ không phải mình đi. Và tiếp theo mời câu số 2 là bạn Hiếu ạ. Câu số 2 à? À xin lỗi cô ba. Công hàng Acer Hotel.
같이 캐치를 타고 간 거예요. từ sân bay đến khách sạn bằng taxi. Đi từ sân bay đến khách sạn bằng taxi. Bạn đã đi chưa? Câu này người ta đi chưa? Sẽ đi. Tôi sẽ đi từ sân bay đến khách sạn bằng taxi. Ok, tôi sẽ đi, tôi đi nhá. Tiếp theo là cô Trang. Hotel에서 회사 같이 택시를 타고 오세요. Nào. Hãy đi bằng taxi từ khách sạn đến công ty. Đúng rồi, hãy đi bằng taxi. Ok. Cái này là hotel em. Hotel. Biết là hotel, mình đọc là hotel. Đã. Qua luôn. Tiếp theo tôi nói về cái vấn đề mà trong phần Jumbo, đó là phương pháp sử dụng giao thông công cộng tại Hàn Quốc. Thì ở tại Hàn Quốc ấy, thì cái thông dụng nhất đó là mỗi người có cái thẻ giao thông ấy. Các bạn mua ở bất kỳ đâu, ở ga tàu điện ngầm hay là ở cửa hàng tạp hóa, nó cũng bán cái thẻ giao thông này, bán rất nhiều luôn các bạn. Cứ chỗ nào bán thì chỗ đấy nó sẽ có chỗ để nạp tiền vào trong cái thẻ đấy. Thì các bạn cứ hình dung là nó có cái chữ T này, đó chính là T money, thẻ thanh toán ấy. Thì cứ có chữ T này là các bạn sẽ thanh toán được bằng cái thẻ giao thông đó nhá. Thì các bạn như xem phim Hàn Quốc ngày xưa ấy, thì người ta cứ dí cái ví vào trong cái chỗ quẹt thẻ xe buýt, kêu tít cái ấy. Thì thực tế là trong cái ví người ta là đút cái thẻ giao thông chứ thôi ạ, chứ không có gì cái ví gì nữa, ví vào cái lại tít cái nhá. Kêu thông kha từ nó chính là cái thẻ giao thông ạ. Thì bạn có thể trả phí giao thông bằng thẻ giao thông, T-money, trả vé hoặc là tiền mặt đều được. Chẳng có thẻ giao thông chúng ta trả tiền mặt cũng được, không trả làm sao ạ? Vì có nhiều phương tiện giao thông khác nhau nên phương pháp thanh toán cũng khác nhau. Ví dụ kêu thông kha từ, thẻ giao thông ấy, chúng ta có thể thanh toán trên xe buýt là một, trên xe trơn là hai. Khi đi mua vé nó có cái trụ như này mà nó có quay quay để chúng ta đi qua, thì chúng ta sẽ để cái thẻ giao thông lên đây, coi như là chúng ta quẹt đầu vào đấy, xong sau đó khi nào đi ra chúng ta lại quẹt một lần nữa nhé. Taxi thì khi thanh toán thì chúng ta sẽ, hoặc là khi chúng ta lên thì chúng ta quẹt vào đây và đến lúc xuống chúng ta lại quẹt một lần nữa là xong nhé. Cái đấy rất là thuận tiện, nhưng mà người Việt Nam mình có một số thành phần là cứ bảo lên bấm tít cái, xong lúc xuống là nó không biết mình xuống lúc nào đâu, phải xe đông lắm. Các bạn nghĩ thế có tốt không ạ? Tình trạng trốn vé. Không phải trốn vé đâu, thế là dại đấy bạn ạ. Không, tức là Hiếu ạ, lúc lên vẫn bấm tít cái rồi. Lúc xuống thì không bấm, nhưng mà lúc xuống lại không bấm, nó bảo là nghĩ là rồi đông này chắc người ta không phát hiện ra đâu. Nó cứ trừ tiền đi thì chết à, xuống ngang chừng thì nó trừ cả tuyến. mấy anh Việt Nam cười khà khà, đúng cười khà khà, cuối cùng thấy báo trên điện thoại nó trừ cả tuyến. Đúng rồi. Đi xe buýt thì chúng ta có thể là thả tiền xu, tiền giấy, nói chung là tiền lẻ chúng ta thả vào, thường cứ tầm 1.000 won gì đấy. Lên xe buýt các bạn cầm một nắm tiền xu thả doang doang, doang cái, thì xong là đi vào thôi, chứ ai nó tính đâu. Vì tầm 1.000 won lên chả có người ta cho nhau được ý. Tiếp theo, vé. Đối với những phương tiện nào thì chúng ta mua vé? Cine hoặc là cô xúc cô sư, thực tế không phải cine mà là si quê các bạn nhé. Cái này tôi
hơi sai một chút đấy. Chi quê. Tôi sẽ sửa cái này sau. Chi quê bơ sư hoặc là cô sốc bơ sư thì sẽ là phải mua vé. Các bạn không thanh toán bằng thẻ. Tiên khi máy bay các bạn cũng không thanh toán được bằng thẻ giao thông. Hoặc đi tàu thủy các bạn cũng không thanh toán được bằng thẻ. Các bạn phải mua vé. Ví dụ Si Wei Bơ Sư từ Seoul đi vào trong Busan chẳng hạn thì chúng ta mất khoảng 3 man. Đấy. 3 man luôn. Khoảng đấy. Và tiếp theo chúng ta sử dụng tiền mặt ở những nơi nào? Tiền mặt khi mà chúng ta đi lên xe buýt chúng ta trả tiền mặt được. Hoặc chúng ta đi taxi chúng ta trả tiền mặt được. Đấy. Nhá. Đặc biệt là tàu điện ngầm chúng ta không thanh toán không tiền mặt nhé. Tàu điện chúng ta phải có thẻ giao thông hoặc là các bạn phải mua, phải đến đấy các bạn mua thẻ xong các bạn mới đi vào được chứ chẳng có ai đứng đấy để mà thu tiền vé của các bạn đâu, toàn bộ là tự động hết ạ. Cứ quẹt qua cái là nó xoay và tự đi vào, tự tìm tuyến của mình để mà đi thôi. Đấy là những cái phương pháp thanh toán. Một số phương pháp thanh toán bằng vé, một số phương pháp thanh toán bằng tiền mặt rồi bằng thẻ. Ví dụ xe buýt thì chúng ta thanh toán cả bằng tiền mặt và bằng thẻ. Đấy. Taxi chúng ta cũng thanh toán cả tiền mặt cả bằng thẻ. Đấy. Tàu điện ngầm thì chỉ thanh toán bằng thẻ. Đấy. Xe buýt cao tốc, máy bay, tàu thủy thì chúng ta chỉ thanh toán bằng vé, tức là chúng ta đi mua vé. Các bạn lưu ý khi sang bên Hàn Quốc là như vậy. Tiếp theo chúng ta có cái sử dụng cái thẻ giao thông bằng cách đó là quýp là chúng ta mua đấy ạ. Và trung chân đây là nạp đấy, trung chân. Ví dụ chúng ta nạp điện thoại chẳng hạn thì cũng là trung chân đấy, chiếc telephone trung chân đấy là sạc điện thoại. Thì mua chúng ta mua ở đâu? Mua ở Me Chơm đó là cửa hàng tạp hóa, hoặc là Pierre Chơm là cửa hàng tiện lợi. Nha các bạn nhé, Me Chơm là tạp hóa nhé. Và nạp tiền vào cái thẻ này thì chúng ta có thể là đến những cái nơi này để chúng ta nhờ người ta nạp cho, đưa tiền cho người ta nạp cho. Hoặc chúng ta đến các cây nạp tiền ở phía trước cái các tòa trước những ga tàu điện ngầm ấy, thì các bạn để thẻ giao thông vào và chúng ta nạp. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ chọn thẻ giao thông, sau đó là chúng ta sẽ tìm cây gần nạp, đặt thẻ giao thông lên trên này, lên cái chỗ mà người ta quét ấy. Tiếp theo là bấm mệnh giá cần nạp, sau đó đút tiền vào. Xong cái teng teng cái là ok, thế là chúng ta đi vào tàu điện ngầm để đi tiếp. Nó rất là đơn giản thôi ạ. Nghĩ thì chúng ta chưa làm bao giờ, nhưng mà chúng ta nghĩ là rắc rối hoặc là chúng ta sợ mất tiền, nhưng thực tế thì chả mất được tiền đâu. Chúng ở đây bạn... nạp tiền có đơn giản hơn ở bên Nhật. Ở bên Nhật nạp tiền lằng hoằng lắm. Nó vô cùng đơn giản anh Hiếu ạ. Cũng để thẻ vào, bấm mệnh giá, xong sau đó đút tiền, bấm Saman won 30, muốn nạp 30.000 won hay 50.000 won vào trong cái thẻ này ấy. Thì cứ rút đồng 10.000 won ra, đút 5 tờ vào là nó báo teng teng cái là xong ngay. Thì ở đây là nhanh, ở bên Nhật phải ra cái quán tiện lợi 24 giờ, mua cái mã của nó, xong là về phải vào cái cửa rồi nạp. Bên này thì vô cùng ví dụ như là vào cái cửa hàng Me Chơm nhé, vào cửa hàng tạp hóa nhé, đưa cho bà ấy 2 man, bảo là nạp cho tôi 2 man, cái teng teng 2 man, 20.000 vào ngay, vô cùng đơn giản và người ta hỗ trợ mình luôn ấy, chứ không phải là phí phủng 2 man lại nạp được man 8, không phải thế đâu, thoải mái vô cùng cái này nhé. Ở bên Hàn nó tiện lắm. Bây giờ thì đa phần các nơi thì tàu đều đi đến tận nơi hết rồi. Những cái chỗ ngày xưa tôi ở bây giờ tàu điện đến tận nơi luôn rồi. Ngày xưa phải đi xe buýt. Ok. Đấy là cái phần giao thông. Giao thông ở bên Hàn bây giờ là rất là thuận tiện rồi. Không khó khăn nữa. Việt Nam chúng ta hơi vất vả một tí. Việt Nam mình đi vất vả. Vất vả nó quen. Ok. Chúng ta sang phần EPS topic các bạn nhé. Chúng ta làm luôn nhé.
Các bạn chuẩn bị luôn, làm luôn đấy các bạn nhé. Quả EPS topic 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 교통 2. 버스 3. 시청 4. 택시 3. 시청 1번 1. 교통 2. 버스 3. 시청 4. 택시 2번 1. 지하철 2. 비행기 3. 기차역 4. 정류장 지하철 2. 비행기 3. 기차역 4. 정류장 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 시청에 어떻게 가요? 3번 시청에 어떻게 가요? 4번 주말에 보통 뭐 해요? 4번 주말에 보통 뭐 해요? 5번 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? 5번 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요?
Mọi người xong hết chưa? Rồi ạ. Hiểu xong rồi. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Tôi sẽ bật lại phần nghe này. 18과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1 교통 2 교통은 giao thông đúng không? 2 버스 3. 시청. 4. 택시. 택시. 2번. 택시. 1. 지하철. 2. 비행기. 3. 기차역. 4. 정류장. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 시청에 어떻게 가요? 4번 시청에 어떻게 가요? 우와 이 뭐야? 아 와, 그거 뭔 luôn 주말에 보통 뭐 해요? 그거 뭔 나? 우리 돈 그거 뭐 남지? 이봐. 이봐, 너 그거 뭐지? 그럼 tập thể thao hoặc đi shopping. Cái này bạn Hà nãy làm câu ví dụ luôn đúng không? Mấy cái ngoằn ngoèo với vâng ạ. Cửa hàng đấy. Vâng ạ. 5번 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? 6번 집에서 회사까지 버스는 시간이 얼마나 걸려요? 네, 네, 공기 từ nhà đến công ty đúng, thời gian mất bao lâu đúng không? Mất bao lâu ạ? Câu mấy ạ? 3. 3 đúng rồi, mất khoảng 30 phút. Phần đọc đây ạ. 3 đúng không? 3. Câu số 2. 4 ạ. Tôi sẽ lên cargo. 4. Tiếp theo. Câu 3. 4 rồi. Câu 4. 2. Cơ có gì sao gì gần đúng không? Giống như là trong một đoạn điện thoại. Câu 5. 3. 3. 3 đúng không?
bởi vì thời gian tan tầm thì có thể thời gian tan tầm thì lại tắc đường hơn đúng không ạ? Thì thời gian có thể là kéo dài hơn. Ok. Các bạn làm xong hết rồi, các bạn tất cả được 10 hết chưa ạ? Em được 9. 10. 9, em 9. Hà mấy? 10 ạ. Rồi, ghi vào góc nhé. Chứ chỉ đến bài 18 vẫn là 9. 10, ok. Rồi, các bạn về nhà các bạn xem trước bài số 19 các bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, ok, hôm nay chúng ta học đến đây. Học hộp bài, học từ vựng, các bạn cố gắng học thuộc. Và chúng ta đặt câu vào trong câu tiếng Việt. Còn cái đoạn hội thoại, cố gắng chúng ta đọc trơn nhé, đọc nhanh. Thì sau này chúng ta có những câu dài chúng ta phải đọc lướt ấy, thì chúng ta có kỹ năng đọc nhanh hơn thì tốt nhé. Ok, chúng ta kết thúc ở đây ạ. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nhé. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai. Nè. Okay, so. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 수고하세요.